Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán tăng thay lợi nha các bạn. Hôm nay mình nói về tìm một số. Biết rằng lấy số đó cộng là phép cộng đó các bạn, dấu cộng đó, với 5 rồi trừ là phép trừ đó các bạn, đi 8 thì được kết quả, ý nó kết quả chứ là dấu bằng 10, 11. Thì để giải quyết được bài này, các bạn nhớ với mình khi gặp dạng tìm một số thì các bạn nhớ đến bài tìm x, được chưa? Được chưa? Rồi, thì tìm một số mà các bạn chưa biết số đó là gì hết, nên mình sẽ gọi các bạn, gọi x là số cần tìm, là số cần tìm. Hoặc các bạn có thể viết là số cần tìm là x. Ok chưa? Rồi, tới đây thì các bạn phải đọc hiểu đề, được chưa? Chuyển từ L văn sang toán học, bắt đầu tìm một số chính là tìm x. Biết rằng lấy số đó chính là x nè, lấy x nè, cộng nè, 5 nè, được chưa? Rồi trừ nè, đóng ngoặc, rồi trừ nè, 8 nè, thì được kết quả là bằng 11, được chưa? Rồi tới đây các bạn chủ yếu giải tìm x. Khi để tìm x thì các bạn đây là phép trừ, cái ngoặc này chính là số bị trừ, 8 chính là số trừ, và kết quả này chính là hiệu, được chưa? Vậy mình muốn tìm x chính là mình muốn tìm số bị trừ, nên các bạn phải thuộc công thức tìm số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ, ta lấy nè hiệu cộng với số trừ. Đây là công thức tìm số bị trừ trong phép trừ, được chưa? Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ. Rồi, số bị trừ đó là x cộng 5, các bạn viết y chang là x cộng 5, được chưa? Bằng là hiệu là 10, 11, cộng số trừ là 8. Rồi, các bạn tính giúp mình 11 cộng 8 ra bao nhiêu ạ? 11 cộng 8, 1 cộng 8 là 9, 1 cộng 0 là 1, vậy ra 19. Ở đây các bạn viết là x cộng 5 và bỏ đi dấu ngoặc, ra 19. Rồi, tới đây các bạn lại quay về dạng cơ bản của phép gì ạ? Đây là phép cộng nè. X và 5 người ta gọi chung là số hạng. 5 cũng là số hạng nha các bạn. Và 19 chính là tổng, phép cộng là tổng. Được chưa? Vậy các bạn phải nhớ đến công thức muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Buộc phải nhớ công thức nha các bạn. Muốn tìm số hạng, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Rồi, vậy x sẽ bằng, x là số hạng nè, bằng 19 trừ đi tổng trừ đi số hạng đã biết là trừ 5. Rồi, 19 trừ 5 bằng bao nhiêu, các bạn hãy comment kết quả ở phía dưới giúp mình nha các bạn. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.